Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent. Ở Hyundai Accent thì quý bạn cũng đã biết rồi, có phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Và trong mỗi phiên bản đều có bản Deluxe, tức là bản tiêu chuẩn, và bản đặc biệt các bạn nhé. Và bản đặc biệt hay còn gọi là bản đủ đấy các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai Accent ở cái phiên bản số sàn và là cái phiên bản đủ quý các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Lăn bánh hơn 6 vạn rồi. Xe rất mới, rất là đẹp và đã được trang bị đầy đủ các option mà nhà sản xuất đã trang bị cho chiếc Accent này. Và đặc biệt là chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ nữa rồi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới dọn qua xong đây. Vừa mới dọn xong là tôi đem ra tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn nhé. Lốp liếc thì rất là đẹp, la răng rất mới, chưa có xước sát gì cả quý vị và các bạn ạ. Dàn lốp còn rất mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì quý vị các bạn mua về thì cũng chỉ việc sang tên xong là đổ xăng và chạy thôi. Không phải làm bất cứ một cái gì, không phải sửa chữa, không phải thay thế bất cứ một cái gì nữa các bạn nhé. Vì chiếc xe rất là mới, rất là đẹp rồi các bạn ạ. Toàn bộ chữ này, logo đều rất là mới luôn, chưa có bị gì xét gì cả quý bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất mới, rất đẹp, chưa có bị xước sát gì cả quý bạn ạ. Xe thì cũng đã được trang bị cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đủ, nên là đầy đủ hết option rồi các bạn ạ. Khóa thì thông minh, bấm tay để mở cửa. Dàn lốp thì quý bạn xem đây ạ, rất là mới, rất là đẹp. Cả bốn quả lốp này, lốp sơ cua cũng đều rất là mới. La răng thì cũng chưa có bị xước sát gì cả quý vị và các bạn ạ. Đấy, cả bốn quả lốp. Lốp sơ cua nữa là 5 quả đều rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi, nên là đều rất là đẹp quý bạn ạ. Một chiếc xe rất mới, rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Ở cái phiên bản đủ mới có khóa thông minh quý bạn nhé. Phiên bản tiêu chuẩn chỉ có khóa cơ thôi. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Toàn bộ táp bi cánh cửa đây, thưa quý vị và các bạn, táp bi cánh cửa bên lái này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Táp bi cũng rất là mới này. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi quý vị các bạn nhé. Cho nên là rất là đẹp quý bạn ạ. Nội thất da pha lẫn màu đen và màu vàng kem quý vị các bạn nhé. Tất cả những cái ốc bản lề còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ những cái phần nỉ trần cũng còn rất mới, rất là đẹp đây quý bạn này. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Một chiếc xe 2019, tính ra là 4 năm sử dụng rồi, nhưng chiếc xe mới lăn bánh 6 vạn km cho nên là còn rất đẹp. Xe thì cũng đã được trang bị đầy đủ các option mà nhà sản xuất đã trang bị, và đặc biệt là chủ xe cũng lắp thêm một số đồ nữa rồi, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc sử dụng thôi. Trải sàn da, trải sàn 5D đấy ạ. Đấy, chủ xe lắp thêm các bạn nhé. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái quý vị các bạn này. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Trải sàn 5D đầy đủ rồi. Nội thất hàng ghế phía sau này đều rất là đẹp, và cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, ở Kia, ở Hyundai thì cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa hàng ghế ngồi phía sau. Rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì cả quý vị quả nhá. Và còn rất là mới, mới từ ngoại thất cho đến nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp ạ. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe đây quý bạn nhé. Quý vị và các bạn đi mua xe xem kỹ cho tôi cái phần cốp sau đây này, đầu và cốp sau, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, chưa có vết tháo này, và chủ xe cũng rất là cẩn thận này, còn viết chữ là đóng cốp nhẹ tay.
Đấy. Ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này. Đấy, keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin hết luôn quý vị và các bạn nhá. Đấy, toàn bộ những cái khoang cốp sau này còn nguyên bản, những cái phần nỉ này cũng còn nguyên hết luôn các bạn ạ, và còn rất mới. Những cái phần nỉ đằng sau rất mới này, chủ xe cũng đã lót cốp sau đây rồi các bạn này. Đều rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Lốp sơ cua cũng còn rất mới luôn các bạn ạ. Đây là cái phần nỉ này. Đấy, nỉ này được lót nhựa trên rất mới luôn. Ốp sơ cua, lốp sơ cua còn nguyên bản và còn rất mới luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2019 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Đấy, và cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rất tiết kiệm nhé, chỉ 5,58 lít cho 100 km quãng đường kết hợp quý bạn nhé. Số sàn cho nên là rất tiết kiệm nhiên liệu quý bạn ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 355 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2019 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Toàn bộ những phần táp bi, táp lô, nội thất, ghế da, vô lăng, cần số, tay phanh. Đấy quý bạn ạ, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp như thế này quý bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 6 vạn km thôi. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên zin luôn, chưa có một cái con ốc nào bị tháo ra. Điều này chứng tỏ chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả còn rất đẹp, rất là mới luôn. Và option thì đầy đủ hết. Đầu DVD, màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị các bạn xem về cái phần ốc capo. Đây là cái phần ốc capo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra này. Keo chỉ capo còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc capo còn nguyên zin, chưa có bị con ốc nào tháo ra quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả còn mới từ ốc capo cho đến ốc tai là đều nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Ốc chân máy đây quý bạn này, toàn bộ những cái ốc chân máy cho đến ốc gioăng dàn cò cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn, một chiếc xe này không những còn nguyên bản và còn rất mới các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì đừng chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.